Hôm nay nhân nàn đời mới đỡ bể đi chung thăm ngõ mướn quê hương là nơi về nơi gặp muôn nơi nỉ đôi dùng vậy ừ thì là quen ngạt lên nhà hoài thăm khá đỡ thăm cửa thăm ở nhà bên nhau màu mà hát với buồn ơi đứng đợi anh hồ ở mới mà trường nói mấy khi ta gặp nhau đấy thôi hả ở bấy vườn hoa vườn hoa trốn lắm đẹp nỗ đỡ chơi dùng ở cánh bông hoa là ùn đi à ý cái áo sáng phong nhưng mà lo chết đầm bại vốn ta các khu đã vậy ùn đi à kém thiêng kém ơi mang em đạch ùn mà rơi đều đi cùng mày em chẳng lo điều gì ơi đôi hà bát đôi gặp khá đôi hà đều chặt đều dịu nhau lên khen ai khéo về bán cơ hôm nay anh ổn tình cờ gặp nhau rồi anh chạc rằng lưỡi vạt đặt vây cho anh man ủi tỏ ngày hôm nay ta hôm nay à mừng lắm em ơi ngỡ em ôn tình mà chưa gặp nhau mừng lắm em ơi nếu mà lưỡi đã vật đặt sẽ cho hạ riêng bạn tình ở bé an chẳng đã giờ đang hà mong điều gì em ơi ồn hà mong điều gì bữa cưới ca vậy ngàn đã nề thế thì em mong làm bồi nôn bờ khi gặp chôn đi bây giờ mới an được ngồi bên nhau rằng nói gặp hà em ngã u na hà hỏi thăm liền hỏi hà thăm em quy chiên nơi nọ em bồn cô ngủ ngoài em lệ
bồ liên nó đỡ đời mà ở tiền ma trường thì hà la mã bộ vậy ơi ổn hà ni mong đời câu lời ai ngày yêu anh đại quên xa lắm muôn ơi sát lắm con núi xa ở nghìn con khổ nó quên ở tình niềm binh nhỏ quán là huyền là quỷ ở nhà cô cứ cường quê hà em ngã ở tận nhiều quan hôm hà nay đi dùng đàng hoàng ra bay ngã mừng làm em hơi quê ở tận nền nhà binh hôm nay mang chiến lợi mới về trời đạo nơi bờ khi về đền đầu lãng em mang chiang hàn lòng ở lãng mang vui đại nơi cho đền nhẹ mang vội mang vang nơi bao dũng cậy lãng quê hương là uốn nơi thì hà em mã dương lại vọng hà ni đỡ hà ôn địa bát tùng hà thì hoa thầm cô ngày hay lời cứ hỏi đi thôi nếu mãi mặt ta thôi bố cho rằng nó mặt lời bố bồng có là bụi hỏi thăm em bạn là bụi văn chi là cảm ơn lời bạc giảng vang cảm ơn cái tâm lòng ở nắng ngoái sầm đậu nói trên nền sáu lăm muôn ơi bố cha em mang sâu khổ cay cả đời xin em đậu đừng mà khiêm tôn em ơi sao thôi thì bố mẹ đành cho mình đi lại em ơi nếu mà anh bố thật buồn ơi uốn phải giữ kín lòng ở lòng con tìm nói ôn đường khỏe mẫn bàn cùng thương cái trên em sâu mà à đôi cô chẳng mà nơi chẳng là điều gì mà em à hơi người bố vậy ôn à rơi muôn đi trên nền bố đạch mê cái trên ê nhà chính thực là đình vạn thanh thiện hạ em ngã mà đẹp cổ nông ước hà chi ủ nã
an u na mòn ơi em trên em bố đạch mẹ cãi em chẳng bia đạch mà em tới bố cho đạo đường mong un ấp thắng cảm cho con hôm nay đi dùng à phải rủi bố xa là tỏ thương anh hà ơi à, mấy ngã đã trồng hoa càng hỏi hà tâm anh bạn có vợ có ba thằng chưa ơi khổ sản em làm mùn ơi hùn hoài em nhạo bồ liên bố cha em lệ mặn nọ phiền lòng em em đi chữa vợ chữa ba con đang ở đùn ở nhà mô thần nó ôn hà ni á mơ ngã lần mơ ngã nôn hôm hà nay đi á dùng cầm trang chưa có người yêu mừng làm mẹ chẳng mà tuôn bồ thật bồ tha rằng uôn kỳ nói quả lời cô em ta giờ uôn ơi uôn hà ni á bồ thật mà bồ tha uôn hà chẳng nói rồi đờ mà thương ngàn đại hay nếu bố thật bố tha đời ngàn nữ dù đờ mà hôm nay ra nó ơi hôm nay hà mừng làm mừng non mừng nhớ không có cả mừng nhớ là có phần ơi nền nền ơi ôn phải nói thực lòng lòng đứng mà nói dù tâm ở lòng em mong đậu ở hà tin nay rồ mà đó nay cần mà nhạc trẻ mà lòng ôn ni hay ngay thế thì câu ni em tạm dừng lại chỗ ni con hoài tiệp mày hãy nhường cho em cậu nó ơi ôn ni à chứ tâm dừng chỗ na ni em ơi lại hỏi ôn na thì đều hay vậy hay em ơi thế thì ôn lặng lặng mà nghe đôi buồn bồ rõ tỏ tự tưởng cho em thì à em hỏi tỏ hỏi tương đừng mà hỏi việc nói võ thương em mày ngay anh đi hỏi thực ngoài tha bao thực tế tâm
hà long đôi hà rộng nói cảm ơn cái tâm lòng đau thay nôm để lọt vào khăn thương lại ơi gặp ôn bởi lúc bàn đau em chưa mặt quê quán tới nơi nọ về dù chốn ê ngà hoài nó lại bố liền đường hà đời anh chớ đời mà thương ơi hay uyên à thủy á uyên mà anh ơi là ca sĩ lá cha quê nhà cho mà nghiền đại ơi anh mang đồn quê ôn chốt lắm đẹp nỗi có ngày anh về dù thầm mượn quê hương đồng ước kia nhàn về dùng thăm mượn thăm quê phong quán từ nắng ra chào động nó cái hà ni un mô thật nén hay quê hà un thật nó khó thật nghèo là ông đại ơi hôm hà nó lời tặng thẳng lòng em hà về quê ôn đưa mà đi chơi cô ngày ơi anh đang mơ bạc mơ vàng đừng ấy nói anh đi chờ đi thì hàng về trời rộng nó mang hà em đang đi mừng nông ngày hà nó cho đêm em chẳng về là trời ơi giờ em ơi bây giờ nơi anh mỏi ngoài cầu ní uốn phải bồ thật đủ từ tha mân em em hà ơi ơi vậy em cài hà nó u nó mát nôn rơi à bố em đại hay un về đi bơ un đi bơ đun bơ nhà về đi đi chung cỏ bạn thường đi xeo chẳng nó ôn hà ni kia đi có bạn có phương nhường hà mà ôn chưa có bạn tình ơi nó đại chẳng mặt có chất chẳng lá đăng bồ rồi được quên thời tướng mơ ở hà nha bố mẹ bảo rằng đường hà mã nói rồi mà là con hứa đã nể nghiêng hơi nếu bố thật bố thả em chưa vợ chưa bà
đỡ kết nghĩa bạn từ tình công nhau an chẳng. Em hà ơi nói thật nói tha đừng hà mà nói rồi đưa mà thương em ơi hay em đi bơ đun bơ nhã khi đi bố mẹ rằn rồi con đi chim bạn chim ở phương có đồ đầy nó nhưng hà ồn ná bữa sầu bữa dăm nhưng hà em có hào ồn ngồi lắm mà cô ngày ngày chẳng đợi chỉ là uống chập muôn nhắm muốn cho em biển em thử lắm hôm nay đậu nó ơi nếu chẳng chập chàng nhắm thì kết nghĩa bạn tự tính con nhau đậu nà ni chẳng chập chẳng nhầm ồ nà ni hào kề ngã bàn hạt lầm cô ngày ngà ơi những hà em đứng hà trẻ ô nà sờ mà ô nà nghe ồn hà lạ con cái nhà nghe hoa đừng chị cô ngày hay đừng rằng đến đi ồn ơi anh chàng hắm có hàm dấu anh chỉ hàm cái mối tình đâu của hà là cậy hà ni có thật chẳng là hay hà răng nhớ ôn hà mu chế mà bao lại hơi bờ khi gặp ôn chôn ý anh đi thay ôn sốt bong đẹp hình anh măng mong mọi kịch ở tình lắm nằm rậu ơi chẳng mặt có chuyện sao em dám muốn cho là cứ là hà chốn cô nhậu chẳng ồn hà ni mơ trần kia nó hôm hà nay gã mẹ ngôn thì mang mơ ngày đã nề nghề bây giờ tạm dừng lại chôn mỹ đỡ hoài thăm cửa thăm từ nhà đôi bên có an chẳng thì hà em hỏi vậy em ơi ồn hà ni chưa có đón câu lời à em yêu anh đã nề nghề ơi lừa khi hả hỏi thăm gia đình em đi mà anh hát kịp tự tin lá quen đôi à kết nghĩa kết tình thì à phải kể mưa tự tình mưa yêu nơi.
ủn thăng mô kẻ điều hà ni đưa thăm hỏi gia đình ha là bên thôi giờ mà rằng đến thì ơi hôm nay là buổi ban đầu anh đi mọi kết nghĩa kết tự tính là cũng nhau nói nếu mà kết nghĩa kết tính thì phải kể mưa tự tính mưa yêu nói những hà ôn na mô na hỏi mua na nòi điệu ni đưa ha thăm hỏi gia đình trước đã giờ em thế thì an ủn ơi đỡ thăm hỏi gia đình nhà bên thì à em à hỏi và hẹn à ơi em à ơi hỏi được nguồn thời à hỏi à cầu à vay đại ơi thế thì ôn lặng mà nghe đôi em thăm hỏi dạ thử đến bên em hẹn hà ơi má ơi vời hẹn hay đưa ủn chúa nó bị đòn rơi của em đại hay hỏi thăm bố mẹ nhà nắng hiện nay mạnh khỏe như lãng đôi hà chẳng cảm hạ ơn na cái tầm lãng chàng màng hà thương hoài bồ mẹ ôn nắng cảm ơn đại ngay bồ mẹ nhớ ôn con lên còn quê con à mình còn lên như đôi an đại hay thế thì còn răng chỉ nữa ơi bố mẹ con khỏe con lên đỡ ngồi xuống ở bụ kể bốn hoa là chốn đi thì hà em á tiếp được vậy em ơi em ơi hỏi vậy ôn rồi ta trả lại thế thì lặng lặng mà nghe rồi ôn bố rõ rõ thử tưởng cho em hay lặng lên đỉnh núi lặng loan uốn bao nhiêu tuổi lệ con thầy nói năm hà nay mười chín tuổi loan bữa cả sang năm mới ôn tròn đôi mười đại thế thì thầy em thầy ôn con rồi còn tròn con đang khi sốt thì giòn hơn ai đậu nó đường hà thăng đeo thì
cháu chỉ nhặt mường hơi ngàn đại ngay. Thế thì cầu ni á làm cho quá chiến sang cầu khác từ tới hoài thêm đậu ơi. Em ơi hỏi vậy em ơi ni chức đồn cầu lời em thường là em ơi. Con nhớ bố mẹ nhà nắng nhân sinh chính an mày người mấy năm mày nữ ở thời sư chỉ buồn con cảm hạ ơn na em hồi hồn em u na mạng nhà nàng đường kể bồ ra tháng em hay đại bồ hòa mẹ xin an hạ người mùa trai mộ gái ôn la thứ hai đại ơi em hà cá xây những cửa nhà còn ổn sáu chi ô nhà ni đàn đại ơi ôn hà ni á mà sầu nhật làng trò tình chúa có em chàng nó thường đại hay bà nó bộ mê nhá un chính nhàn đẹp đôi em mong mong mọi đường rồi là người chứ bà có ăn chẳng đi. Nếu hà em chẳng hà chê nói sao nói khang để hẳn thì hà ôn nhỏ đã chỉ em mà ba này mà đại hay em chẳng chịu sao ôn khá em chỉ mong mọi chung cửa chung nhà cũng chẳng đã đâu hôm hà nay mừng làm của nông hôm hà nay đi chung cả bà nà đôi ô vía nà hoa mà sưởng của nông thế thì cầu ni ái cho quá chiến sang cầu khắc nghiệm từ thời hoài thêm nói em ơi hỏi vậy em hơi hôn ni đang đợi đang chờ em thương lại hỏi thăm vườn trúc vườn đau hiến này đã có ai thì bao rau chưa nói ngà hỏi vườn trúc vườn đau hiền hà này chẳng có ai tha hoa chi nó đây bây giờ em mang mướn làm mừng nón hôm nay về dồn trồn đi uốn đang chưa chậu chưa tự chuộng em mang vụ thì làm mừng ơi ước chi em
hàn chung đun con nhà con to việc nhỏ đời mà lo chung đi nó có bạn có phương nữa đều đi chung cày cỏ đường con nhậu thì hai em đứng chế ùn sáu kha đỡ mà kết bàn kỳ ta bế con em này bơ khi gặp ùn trồn ý anh chẳng chế ùn sáu kha anh chỉ mong chung cửa chung nhà bên nhậu thế à ôn à mừng à lắm em à ơi hôm nay đi dồn cả bà chàng kê ta diện làm mến bây giờ em nói thì nghĩ bây giờ à dựng lại chôn ní đỡ nhường cho đôi khác đôi thì hát cười thời hà gian có hàn dậy hơi để chiếm lại chôn đi hơi ngàn đã dậy hơi thế thì à dựng lại chôn đi đỡ sang buổi khuẩn à thì ngồi chơi là thế là ý an em hơi nó sang bên cuồng hạ rơi hát đã chơi giờ em ơi. Thôi, thì,